chào tất cả mọi người. Hôm nay gia đình Vivu xin dẫn mọi người đi chơi công viên Kitty and Minnie. Đây là một công viên ở đồng bằng sông Long nha mọi người. Công viên này thuộc trường của trường đại học Võ Trường Toản nha mọi người, ở Hậu Giang. Rồi, để mọi người không chờ lâu thì chúng ta sẽ lên đường thôi. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay gia đình Vivo có dịp chủ nhật thì đi một nơi rất là gần Cần Thơ các mọi người, mà mọi người chắc có nhiều người cũng chưa biết đâu. Đây mọi người, công viên giải trí Kitty and Minnie. Thì công viên này nó nằm ở quốc lộ 1 các mọi người. Từ thành phố Cần Thơ ở quận Cái Răng mình chạy thẳng lên quốc lộ 1 ha. Qua bệnh viện cây số 10 mình chạy lên tầm khoảng chắc 2-3 cây số gì đó thì bên nằm bên tay trái ha. Đây là công viên Võ Trường Toản các mọi người, công viên Kitty and Minnie. Đây mọi người ơi, đây là chương trình đang ưu đãi là giá vé chọn gói luôn nha mọi người, chơi tất cả trò chơi và công viên nước luôn là chỉ có 160.000 một người lớn và trẻ em luôn nha mọi người. Mọi người tranh thủ đi nha mọi người ơi. Hết tháng 8 là hết chương trình nha mọi người. Tranh thủ đi mọi người. Rồi mọi người ơi, vậy là chúng ta sẽ bắt đầu bước vô cổng nha mọi người. Thì nãy mình có nói là giá vé hiện tại là 160.000 một người nha. Full trò chơi luôn mọi người. Gồm khoảng mười mấy trò chơi với công viên nước luôn. Mọi người nhớ nha, nên mua vé 160 nha. Để mình được chơi tất cả trò chơi. Giá vé này thì bao gồm tất cả rồi là người lớn và trẻ em luôn, không phân biệt nha mọi người. Đang khuyến mãi của công viên Kitty and Minnie của trường đại học Võ Trường Toản nha mọi người. Để lại một giá đi. 3 mét vuông, 1 mét vuông. 1 mét là 2 mét vuông. 1 mét là 2 mét vuông. 1 mét là 2 mét vuông.
Trời ơi, làm cái gì biến? Đừng có đụng. Mọi người ơi, ba vé full, một vé thường nha. Vé thường thì 120.000 là chỉ tham quan thôi, không chơi. Vé full thì 160. Thì tổng có hết 4 vé rồi mình mua là 600.000. Rồi, let's go. Rồi, đi con. Hiện tại lượng khách là tất cả các bạn sinh viên ở đây đi rất là đông nha mọi người. Gồm các bạn trẻ và các bạn sinh viên của trường luôn. Ba full một thường em. Mọi người mình cầm một vé với em nha. Mình qua ba kẹn anh, cho nên là mình phát mọi người một vé với em ha. Ủa thường đâu? Có phần bị có chữ cổng á. Có chữ cổng á là vé cho tham quan anh. Cổng. Đây cổng là mẹ. Không có mẹ nè. Rồi chai pin đi đây. Rồi rồi con à, cái này là rồi. Chọn gói là anh với bé đúng không? Ừ. Anh lại đây đi, anh đứng đi. Mẹ đây phải không? Rồi em vô đi ạ. Có đeo gì? Có đeo gì ạ? Dựa bé, 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 thank you.
ly nha em. Hai ly. Từ nhìn
giờ. Quá lái dữ rồi, lái quá dữ.